Họ là những người anh hùng trong truyện cũng như là những nhân vật hiện thân của cái cốt trong thế giới phim hoạt hình. Hãy cùng khám phá chấm TV lựa chọn ra 10 nhân vật anh hùng nhất trong giới anime. Ở vị trí thứ 10 chính là Sailor Moon. Sailor Moon là một trong những nhân vật nữ chính đầu tiên trong phim hoạt hình. Usagi là một cô bé ngây thơ và thích mơ mộng nhưng lại chứa một năng lực khủng khiếp và có khả năng biến thân thành nữ anh hùng có biệt hiệu là Sailor Moon. Vào lúc khởi đầu câu chuyện, Usagi đóng vai cô bé khóc nhè còn non nớt. Usagi sợ hãi khi phải chiến đấu chống lại bọn yêu ma và không muốn gì hơn là được là một cô gái bình thường. Tuy nhiên khi Usagi có những tiến bộ, cô bé nắm lấy cơ hội sở hữu sức mạnh đó để bảo vệ những gì cô yêu quý. Ở vị trí thứ 9 chính là Spice Girl, Cowboy Bebop. Spice Girl 27 tuổi, cựu thành viên của nghiệp đoàn tội phạm Rồng Đỏ. Spice là một bậc thầy bắn súng, đấu tay đôi và võ thuật. 300 mil. Một phi công lão luyện và cũng là một tay móc túi có hạn. Anh sở hữu một con tàu vũ trụ mang tên là Swordfish 2. Dù mang dáng vẻ với mái tóc rối bù lộn thuộm, vô tư và bất cần đời, song trên thực tế nội tâm của Spy vô cùng phức tạp. Anh luôn bị ám ảnh bởi quá khứ, đặc biệt là những kỷ niệm về một người phụ nữ bí ẩn tên Julia, cùng những ký ức về kẻ tử thù Bishop, người từng làm việc chung với Spy trong nghiệp đoàn. Spy không hề sợ hãi bất cứ điều gì bởi anh là người không còn gì để mất. Ở vị trí thứ 8 chính là Kenshin Himura trong bộ phim Rurouni Kenshin. Nhắc đến Samurai, ác hẳn ai yêu thích manga cũng sẽ nghĩ ngay đến tác phẩm lừng danh Rurouni Kenshin của tác giả Nobuhiro Watsuki. Câu chuyện là sự đan cài giữa các yếu tố vừa thực tế vừa lãng mạn, vừa nhẹ nhàng vừa dữ dội, vừa đau đớn lại vừa bình yên. Himura Kenshin là một tay kiếm huyền thoại chưa từng có đối thủ trong thời kỳ Tokugawa của Nhật Bản. Sau khi cuộc duy tân minh trị thành công, Himura biến mất không để lại dấu tích. Thời gian dần trôi, câu chuyện về người sát thủ ấy tưởng chừng đã trở thành huyền thoại, thì bỗng nhiên anh lại xuất hiện ở Tokyo trong dáng dấp của một lãng khách với vết sẹo chữ thập đặc trưng trên má và thanh kiếm lưỡi ngược độc đáo đeo bên hông. Ở vị trí thứ 7 chính là Inuyasha. Nhân vật nam chính của truyện là một bán yêu nửa người nửa yêu quái, con của một đại yêu quái với con gái của một gia đình quý tộc. Anh thừa hưởng thiết toái nha, một thanh gươm làm từ răng của cha mình, có sức mạnh tiêu diệt 100 kẻ thù sau một lần buông kiếm. Là một loài bán yêu có sức khỏe hơn người, cùng nhiều kỹ năng đặc biệt, nhưng anh sẽ mất tất cả yêu lực và trở thành người bình thường trong đêm trăng non mỗi tháng. Trên cổ anh có đeo một chuỗi hạt, nó sẽ kéo anh đập mặt xuống đất khi nhân vật Kagome nói câu Oshuwari, có nghĩa là ngồi xuống. Anh đã từng bị kiếp trước của Kagome phong ấn mình vào gốc cổ thụ thần thánh suốt 50 năm, cho đến khi Kagome xuất hiện và dạy ấn cho anh. Mặc dù anh có khởi đầu khá khó chịu với nhân vật Kagome, hai người dần dần nảy sinh tình cảm và kết quả là cuối truyện họ kết hôn. Ở vị trí thứ 6 chính là L.T. Conroy Mustang của bộ phim Brotherhood. Be more discreet about those declarations, sir. Some would call them treason.
Hỏa giả Kim thực gia, đại tá Roy Mustang là người đã mời Edward cống hiến cho quân đội chính phủ. Roy là người tham vọng lớn, muốn trở thành tổng thống để đem lại hòa bình làm cho đất nước tốt hơn. Anh là một người chỉ huy tài ba nhưng có tính xấu, hay trêu chọc chiều cao của Ed. Giống với Hurt, Roy Mustang luôn hết mình vì bạn bè. Sau khi biết Hurt bị giết, anh sẵn sàng từ bỏ ước mơ. Đặt mục đích báo thù cho bạn lên đầu. Anh dùng hỏa giả kim nên khi trời mưa anh là kẻ vô dụng nhất. Những lúc đó, Risa luôn xuất hiện để yểm trợ anh, giúp quan hệ hai người gần gũi hơn. Ở vị trí thứ 5 chính là Naruto Uzumaki. Naruto là một ninja thuộc về ngôi làng Mộc Diệp với khát vọng được trở thành người lãnh đạo làng Hokage. Dân làng tẩy chay Naruto vì hồ ly chín đuôi, một sinh vật tàn bạo đã tấn công Mộc Diệp, được phong ấn bên trong cơ thể cậu ta. Tuy vậy, Naruto vẫn giữ được tính cách vui vẻ và ồn ào, giúp cho cậu ta kết bạn với vài ninja Mộc Diệp khác trong truyện, cũng như là những ninja từ làng khác. Cậu ta đặc biệt có mối quan hệ gần gũi với Uchiha Sasuke, một trong những ninja cùng nhóm 7, và đối xử với cậu như anh em. Trong giai đoạn sau, phỏng theo trí nhớ của Jiraiya, Hokage đệ tứ chính là cha đẻ của Naruto. Ở vị trí thứ 4 chính là Ichigo Kurosaki phim Bleach. Ichigo trở thành một Shinigami, chính là thần chết, thay thế Rukia sau khi vô tình lấy hết năng lượng của cô. Vì chính việc chuyển giao năng lượng cho Ichigo của cô đã cứu gia đình cậu. Lúc đầu cậu không chấp nhận việc mình phải làm công việc của một thần chết, nhưng với thời gian trôi đi cậu càng gần như chấp nhận nó và nhận ra, nếu như cậu không có khả năng để cứu tất cả mọi người, thì ít ra cậu cũng sẽ dùng năng lực của mình để bảo vệ những người thân của cậu. Sau này khi Ichigo mất hết tất cả năng lực, Shinigami lấy của Rukia, cậu đã chọn con đường nguy hiểm đến tính mạng với mong ước trở thành một Shinigami thực thụ. Ở vị trí thứ 3 chính là Monkey D. Luffy của phim One Piece. Luffy nổi tiếng khắp thế giới bởi những rắc rối, thách thức Thất Vũ Hải, hải quân và thậm chí là tứ hoàng, chống lại cũng như những hành động đe dọa chính quyền của thế giới. Cậu nổi danh do hành động thiếu suy nghĩ và trong vài trường hợp là do điên loạn sau khi gây sự cố ở Enies Lobby, đột nhập và đào tẩu khỏi Impel Down và cũng như tham gia vào trận chiến tại tổng bộ hải quân. Do đó, cậu nổi tiếng khi trở thành tên hải tặc đầu tiên không chỉ đột nhập vào ba trụ sở quan trọng nhất của chính quyền mà vẫn còn sống sót trở ra. Thêm vào đó là việc đóng tên Thiên Long Nhân dù biết trước hậu quả. Cùng với những việc khác, Luffy được gắn liền với cái tên phần tử nguy hiểm của tương lai, làm cho thủy sư đô đốc Sakazuki nổi giận và khiến hải quân trở thành kẻ thù lớn nhất của mình. Ở vị trí thứ 2 chính là Edward Elric của bộ phim Brotherhood. Sở hữu sức mạnh phi thường từ quyền lực huyền bí của thuật giả kim, Edward Elric có khả năng tổng hợp những quyền năng mà không cần một vòng tròn chuyển hóa. Edward thực sự là một đối thủ mạnh mẽ và đáng sợ trong mọi trận chiến, và có thể là nỗi ám ảnh với kẻ thù. Liên tục phục hồi lại cánh tay của mình và thay đổi cục diện của chiến trường thông qua giả kim thuật, sức mạnh thực sự của Edward có thể đo đếm được. Như cách anh thích ứng và sao chép các kỹ năng đối thủ sau khi chỉ xem qua một lúc. Trở thành nhà giả kim thuật quốc gia ở tuổi 12, khiến Ed trở nên nổi tiếng trong giới giả kim. Edward phạm phải luật cấm là dùng thuật giả kim để hồi sinh người chết. Chính việc đó đã gây ra hậu quả đáng sợ để rồi sau anh phải hối hận rất nhiều. Cậu là tên nhóc bướng bỉnh, hậu đậu, nhưng suy tính, thông minh bởi những nét tính cách thú vị của mình mà Edward trở thành nhân vật được yêu thích nhất trong bộ truyện. Chỗ
Và ở vị trí thứ nhất chính là Goku của bộ phim Dragon Ball. Chắc hẳn bạn đang rất chờ đợi cái tên này phải không? Farewell, you're finished. Son Goku là một người Saiya và được phái xuống trái đất để thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt hết tất cả cư dân trên trái đất để phục vụ cho mục đích xâm lấn trái đất của người Saiya. Khi xuống trái đất, cậu lại gặp một tai nạn và bị mất trí nhớ. Chính vì vậy, cậu đã quên đi tất cả những gì ở Saiya, từ gốc gác tổ tiên, cha mẹ, anh em, đến cả nhiệm vụ quan trọng cậu được giao. Và sau đó, Goku trở thành người bảo vệ cả trái đất trước biết bao nhiêu nhân vật phản diện của cả vũ trụ. Trong suốt cuộc đời của mình, cậu luôn tập luyện gian khổ và phấn đấu trở thành chiến binh mạnh nhất có thể và sử dụng sức mạnh, kỹ năng ấy để duy trì hòa bình. Và thật đơn giản để Goku đứng đầu trong bảng xếp hạng này. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ bấm đăng ký để xem những video mới nhất nhé.